Thưa quý vị, liên quan tới một thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý thì vào ngày 6 tháng 9, theo như trang thông tin điện tử của Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đăng tải quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Khang Việt Nam về việc tổ chức vòng sơ tuyển Miss Peace Việt Nam 2022 mà không có văn bản chấp thuận. Liên quan tới việc này thì đại diện của ban tổ chức cuộc thi đã chính thức lên tiếng để giải trình trước quyết định xử phạt trên. Theo đó thì bà Nguyễn Thanh Thùy, giám đốc của công ty Minh Khang, đơn vị chủ quản tổ chức cuộc thi Miss Peace Việt Nam 2022 và là trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết rằng Hoa hậu Hòa bình Việt Nam có giấy phép tổ chức của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và cuộc thi thì vẫn đang được tổ chức đúng theo tiến độ, theo nghị định 144. Người này cũng cho biết sự việc dẫn tới việc bị xử phạt của Cục Nghệ thuật Biểu diễn xuất phát từ buổi gặp để hướng dẫn thí sinh về tiêu chí cuộc thi. Các buổi làm việc chủ yếu là qua online và chỉ có một số thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đến trực tiếp từ ngày 31 tháng 7 cho tới ngày 2 tháng 8. Chỉ mang tính chất như là tư vấn cho thí sinh nhỏ lẻ thuộc khuôn khổ cuộc thi nên công ty không xin phép thêm cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau khi nhận được công văn của Sở Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh thì vào ngày 10 tháng 8 đơn vị này đã làm việc với sở trong tinh thần là thượng tôn pháp luật và đồng thời khẳng định nếu có sai sót xin được phép nhận trách nhiệm.